mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn buồn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chẳng muốn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào thánh lễ. Riêng đối với các bạn và anh chị em, xin các bạn biết cho cuối giờ cầu nguyện, cộng đoàn chúng ta cùng hát chung câu này nha. Và hát ba lần, hát lặp lại, lặp đi lặp lại ba lần âm như hát thế, các bạn cũng đã biết rồi ha.
tiếng chuông quy tụ chúng ta cùng về đây với Chúa và với hơn 6.000 anh chị em giáo dân đã ra đi trước chúng ta. Năm trước đây cũng giờ này, có những anh chị em cũng đang ngồi ở những hàng ghế như chúng ta đây. Ngọn nến cuộc đời cháy sáng, nhưng nay đã vụn tắt và đã được Chúa gọi về với Ngài. Tối hôm nay với những ngọn nến cháy sáng, như là từng chút một trong cuộc đời của chúng ta, con được Chúa cho ở trên đường nhất này. Ngọn nến là phải cháy sáng, phải tắt tiêu hao thì ngọn nến mới hùng vĩ và có công ích. Cầm những ngọn nến trong tay, tối nay chúng ta hiểu được họ, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống tôi là gì? Ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống tôi chính là kết hợp mật thiết với Chúa. Phải kết thúc thôi.
bao nhiêu đấy đủ khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, tôi rất vui vì những gì tôi làm được. Tôi không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Tôi muốn sống cho về thời gian lần ý nghĩa như thế, cuộc sống của tôi mới có ích. Tôi không thấy hối tiếc. Và giờ đây, trước nghe Thánh Chúa, chúng ta hãy tự hỏi mình, nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì cho Chúa và tha nhân? Người ghét tôi, họ sẽ nếm muối.
người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa. Ngày thứ hai qua đi, thân xác tôi sẽ được chôn như lòng đất. Người ghét tôi, nhìn thấy một tôi, họ chỉ biết cười và bước đi. Người yêu tôi không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Một năm sau, thân xác của tôi đã trở nên một nát. Ngôi mộ của tôi có một ôm tùng trong sương gió. Người yêu tôi sau khi ăn uống no say, tôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi. Người yêu tôi trong đêm khuya vắng vẻ vẫn khóc thầm gọi tên tôi. Mười năm sau, thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương không. Người ghét tôi không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ còn nhớ đến tôi một cách mơ hồ. Người yêu tôi đôi khi trầm lắng trong khi hát, khi nhớ đến tôi, cuộc sống khiến cho mọi thứ dần dần trở nên phai nhạt. Mấy chục năm sau, ngôi mộ của tôi trải qua bao mưa gió, chỉ còn lại một bãi đất hoang vu. Người ghét tôi không còn nhớ tôi nữa, người yêu tôi cũng đã nằm xuống đất. Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô. Những phấn đấu một đời của tôi với bao của cả vật chất không thể mang đi, thậm chí là một con cỏ. Những ham muốn theo đuổi một đời của tôi không thể mang đi một chút hư danh. Kiếp này, cho dù là giàu sang hay nghèo hèn, rốt cuộc rồi cũng phải đi đến bước cuối cùng. Đến khi nhìn lại mới thấy buồn phí một đời. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận nhưng đã quá muộn rồi. Giây phút này lạy Chúa, những ai yêu thương mà Chúa đã đem lại cho chúng con, như nhắc cho chúng con về một hành trình đời sống trên thế gian này. Anh em sẽ bất lực nhau điều gì trừ ra tình yêu em. Nợ yêu thương chúng con mắc nợ đến các bậc tiền nhân, tới tổ tiên ông bà cha mẹ, với gian sơn gấm vóc, với họ đặt này. Và chúng con nợ yêu thương. Giây phút này, một chút lá đập bên các hũ cho cốt đang cùng với chúng con, để cùng thân thương với Chúa. Xin cứu chúng con lạy Chúa. Và lời của những người đã ra đi, xin đừng quên chúng tôi.
Nếu có còn mắt nữa, ai mà đã đi trước con về tình yêu, thì trong giờ cầu nguyện và thánh lễ chúng con sát nhân, xin giúp chúng con trả món nợ yêu thương ấy. Là một
Xin Chúa Kitô thương xót chúng
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài viết sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dân thi lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng nghi lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi tin rằng sẽ được nhìn xem ơn lành của Chúa trong biệt đấng nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được nhìn xem ơn lành của Chúa trong biệt đấng nhân sinh. Chúa là ánh sáng, là đấng cứu độ. Sẵn sàng như tân hương trang điểm để đón tân lang.
Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây, ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Tối nay tôi xin giảng 4 phút
anh trên là với bố phút, quá bố phút giơ tay rồi. Hôm nay chúng ta phải vui, lễ các đảng linh hồn là phải vui. Tại sao vui? Ngày hôm qua chúng ta mừng các thánh nam nữ ở trên trời, mừng giáo hội khai hoàng. Và sau khi chết, các vị ấy được hưởng danh thánh Chúa. Hôm nay trong mầu nhiệm thị phong, chúng ta là những người thân phận trong giáo hội lửa này, chúng ta mừng những người đã chết nhưng cần phải được thanh tẩy, để rồi sau một thời gian sẽ được hưởng danh thánh Chúa. Không biết các cha thế nào, con chỉ cầu xin Chúa cho con chết con vô luyện ngục cũng được nữa, thế nào cũng có ngày được lên thiên đàng. Còn nếu mà có một cái chết còn ghê hơn là xuống thẳng hỏa ngục. Cho nên không biết có đúng không, lễ cầu cho các linh hồn người ta còn gọi là lễ các đảnh. Lễ các đảnh linh hồn là các linh hồn này có đảnh gốc chứ không, là mới được vào rồi cho một thời gian thì sẽ được thánh luyện và được hưởng danh thánh Chúa. Cho nên rằng là các linh hồn ở trong luyện ngục không làm gì được nữa, và đang nhờ chúng ta, đang nhờ chúng ta với những hy sinh cầu nguyện, những ơn toàn sáng mà chúng ta nhận lãnh được để nhường lại cho các linh hồn, và nhờ các việc làm phúc đức, những hy sinh của chúng ta mà các linh hồn được vào hưởng danh thánh Chúa, kết thúc thời gian thanh lịch. Cũng trong mầu nhiệm thị phong ấy mà tối nay chúng ta thấy có quý cha, ngoài ba cha ở nhà còn có cha Tô Ma Thiện, Trần Quốc Hưng, sau trên đời này nhiều hơn là cha thế nhỉ, là ngày có ông bà ngoại và bà dì ở đây, ba bà dì ở đây trong sinh nhiệt thân, ngày cũng đến đây để cùng cầu nguyện cho các linh hồn. Những linh hồn ấy đã bước vào cõi nhớ và tối nay cùng hiện diện quây quần chung quanh những người thân yêu, như muốn nói lên sự nhiệt thân ấy và mong cho những người thân yêu được Chúa cho ân thưởng hạnh phúc thiên đàng. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Sáng hôm nay tôi đi dâng lễ ở an dưỡng viện Phát Diệm, và một dòng chữ đắp nào cũng đập vào mắt tôi: xin đừng quên chúng tôi. Các linh hồn chắc hôm nay vui lắm, bởi vì ở đây nè, chúng ta đâu quên, họ đã bước vào cõi nhớ, nhưng cứ không hề là đến hay là đến, chúng ta lại tu học rất đông đảo, không chỉ trong kiến trong khu vực này mà cả trong lòng nhà thờ, để cùng cầu nguyện cho những người ra đi. Và Chúa nhận cho tấm lòng của chúng ta, kiếp phù sinh tháng ngày tấn vào ấy, tươi thắm như cỏ nộp hoa đồng, một cơn gió vẫn là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Đó là lời của Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết về cuộc đời của chúng ta. Và trong trang tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu đã khẳng định: ta là sự sống lại và là sự sống, anh tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại. Và chúng ta cùng hướng về niềm hy vọng vào xác loài người ngày sau sẽ lại, hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mà Đức Giêsu đã hứa ban tặng chúng ta, hy vọng là chúng ta sẽ đón nhận được ơn cứu độ sau những lần chúng ta lại hối hận ăn năn, quay trở về làm lại cuộc đời của mình và sống trong ân điển với Chúa. Ước mong trong những ngày tháng 11 này chúng ta cùng thắp lên những nén hương để cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi,
và chúng ta cũng nguyện cầu cho các linh hồn, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi bình an trong tình thương và lòng thương xót của Chúa. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên dâng lời nguyện chung. Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô là sự sống thật và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại, và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dân lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đảng linh hồn nơi nguyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội thánh đã dạy trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người chung hưởng phúc vinh quang. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, và nhiều khi nên lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể được sống lại vĩnh vinh. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong nguyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta vì lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong nguyện ngục, để chúng ta thường xuyên tham dự thánh lễ sốt sắng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi sống đại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên cõi trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mai. Đây linh hồn người thơ, thay muôn tôi tình, nguyện Chúa chưa chấp
Anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với thay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa. Cảm ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận phù lễ chúng con dân, để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết, nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần gian hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vâng là chính nhân. Lạy Chúa là Cha chi danh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chiến đăng phải đầu và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để cho chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với các đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Chúa trên các tầng trời, chúng con nâng ngửi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa thật là tinh thần, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ miền nục đến chiêu khổ hiền, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một niềm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con làm chuyện Chúa chịu chết và vinh xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và
trên cứu độ để ta ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xin đang hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi trong phần niềm và mau Đức Kitô được quy tụ nên một giờ Chúa thánh thần. Chúa đang rộng khắp toàn cầu để tìm tòa hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Chư Tia chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn đang an nghỉ nơi nhà chờ phục sinh xứ đạo chúng con đây, cách đặc biệt linh hồn Agustino, Maria và Michael nhân dịp lễ dỗ. Cha cố Donatien Evia là người đã có công xây dựng ngôi nhà thờ tân định, cùng các linh hồn, linh mục, tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân, bạn hữu chúng con đã ra đi trước chúng con, cùng các linh hồn Phêrô, Maria, Giuse, Anna, Tomaso, Simon, Vincent, Giacobbe, Teresa, Isabel, Gioan Bautista, Alexis, Andre, Anne, Danmin, Marta, Helen, Agustino, Loretta, Filomena, Joaquin, Agatha, Marte, Stefano, Anton, Lucia, Martino, Domenico, Maria, Teresa, Micaela, Joanna, Francisca, Marco, Maddalena, Carlo, Francisco, Xavier, Maria, Clara, Christian, Veronica, Joan, Alfonso, Gregorio và các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện trong thánh lễ tối nay. Mà Chúa đã con ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như đời. Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đã nghe trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã hy trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thầy được bảo hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và 150 Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa ru đê và theo thế đứng người dây, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Giờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nghĩ đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em đi chúc kỳ an cho nhau. Lời chi ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Đây chiên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc. Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dân, xin mở đường từ bi nhân hậu, thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Chúa Thánh là con xin cảm ơn quý cha, cách tiên là cha Tôn Nam Thiện đã đến đây để đồng tế cũng như là sự hiện diện rất đông đảo của anh chị em giáo dân. Có những anh chị em có thân nhân gửi hài cốt ở đây từ những phương xa cũng đến đây để hiện diện thánh lễ. Và rất cảm ơn tất cả những anh em đã công tác để giúp cho việc trang hoàng ngôi nhà chờ phục sinh này cho các linh hồn trong dịp mừng lễ. Cảm ơn Chúa cho tới giờ này chúng ta vẫn còn sống, và hẹn năm sau chúng ta lại gặp tay để cầm những ngọn nến dịp nến cháy sáng. Chúng ta cho một tràng vỗ tay để cảm ơn nhau. Thứ đến là xin anh chị em cùng đi con để cho ngày lễ này để cầu nguyện cho công trình trùng tu của giáo xứ được bình an. Hôm nay có một cha gọi điện thoại cho con nói rằng cha này cha già, nói chú mày xuống nhà thờ liệu hồn ấy. Ở nhà thờ San Jose ở bên Mỹ có một ông cha sở, ông sửa nhà thờ xong rồi bị sập cái trần, và thay vì tốn 2 triệu đô thì đã mất hết 5 triệu đô, và kết quả là Đức Giám Mục đã đổi ông cha sở đó sang xứ khác. Cái ông cha già ấy nói rằng là chú mày coi chừng giống ông cha đó, đổi đi thì anh em không có được nhờ đến đây để xin tiền. Do đó thì tôi muốn gửi hình ảnh ấy để xin anh chị em cách đặc biệt là chúng ta nguyện cầu với các linh hồn, với 44 căn hộ này ở trong chung cư Vĩnh Phúc của giáo xứ chúng ta. Xin các ngài cầu thay nguyện giúp với cha Donatien Evia đang an nghỉ ở trong lòng nhà thờ. Xin cầu bầu cùng Chúa để cho công trình tu sửa của giáo xứ chúng ta được bình an. Xin anh chị em cầu nguyện cho công trình được bình an. Và cuối cùng đó là trong thánh lễ hôm nay, sau thánh lễ hát bài kết thúc, anh chị em vui lòng ngồi ở hai bên, xin chúng ta vui lòng nhích ra bên phải một chút để các cha, con kính mời các cha sẽ có hai cha rảnh đức thánh, và hai cha sẽ song ngư. Lúc ấy thì ca đoàn hát bài ca kết lễ và hát bài hát cầu cho cha mẹ. Xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị em trong thánh lễ ngày mai. Giờ đây người cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em, Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ khôn tả mà tạo dựng con người và cho các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin ngày ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội, và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng ta tin thần Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết. Xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với người đến muôn đời. Amen. Mời quý cha cùng ban phép lành. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Let's go.
Oh.
Chúa thương con nên Ngài gọi về.